Thời gian qua, báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh có tiếp nhận phản ánh của người dân về một số lan can dọc bờ kênh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh bị xuống cấp, hen rỉ. Thậm chí có nơi bờ kênh không có lan can bảo vệ, gây nguy hiểm cho người dân và mất mỹ quan đô thị. Đáng nói là những vị trí lan can hư hoặc không có lan can là những nơi đông dân cư sinh sống, buôn bán nhưng không được che chắn hay cắm biển cảnh báo nguy hiểm. Theo ghi nhận của phóng viên, một đoạn kênh Hy vọng trên đường Phạm Ngọc Thạch, phường 15 quận Tân Bình không có lan can rào chắn bảo vệ. Tuy nhiên, có vài chỗ được che chắn tạm thời do người dân sử dụng các tấm lợp tôn hoặc vài thanh sắt gia cố nhưng sơ sài, lỏng lẻo, không đảm bảo an toàn. Khu vực này là nơi đông đúc nhà dân, quán ăn, xe cộ qua lại. Vào buổi chiều, nhiều người lớn và trẻ em tập trung ra bờ kênh ngồi vui chơi mà không có biển cảnh báo nguy hiểm. Người dân sống tại khu vực cho biết, bờ kênh Hy vọng có khúc có lan can, khúc không có. Có chỗ thì rào chắn tạm thời do người dân tự làm thì xuống cấp, lung lay, hoen rỉ. Đã có nhiều trường hợp té ngã tại khu vực này khi trời chập choạng tối. Nếu không lắp đặt rào chắn cảnh báo nguy hiểm hay lan can thì nguy cơ xảy ra tai nạn vẫn tồn tại. Tương tự, đoạn bờ kênh nằm trên đường số 5 thuộc phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, phóng viên cũng ghi nhận tình trạng bờ kênh không có lan can bảo vệ, lan can trên bờ kênh bị hư hỏng. Nhiều đoạn bờ kênh thậm chí còn không có rào chắn và biển cảnh báo nguy hiểm. Dọc hai bên bờ kênh có nhiều quán cà phê, xe cộ lưu thông tấp nập. Một số tiểu thương còn bày bán hàng hóa sát bên đoạn lan can đã bị đứt gãy, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn. Theo tìm hiểu của phóng viên, đoạn kênh tại đường số 5 đang trong quá trình thi công cải tạo. Tuy nhiên, công trình chỉ cảnh báo nguy hiểm bằng cách viết chữ bằng tay trên thùng xốp đặt trên chiếc ghế nhựa chắn giữa đường. Nếu nhìn xa, không thể đọc được dòng chữ ghi nội dung gì.